Dạ, Zidane đúng không? Ừ, coi lần hai chán. Dạ, anh top ơi. Dạ, anh phải top không ạ? Anh là anh top của nhóm Big Bang phải không? Nè. Chẳng cái gì cả sao? Anh đi, chẳng cái gì cả sao? Anh sẽ sai quá tâm rồi. Anh đi ơ, anh nhắc hát xe ơ, sẽ gần lên thời. Dạ. Chụp lên. Ăn sô-cô-la hả? Chụp lên. Chụp lên. Chụp lên. Chụp lên hả? À, chẳng cái gì cả sao? Top. À, bây giờ đây còn đi, đây còn, chia ra còn. À, nói đi. Anh nhớ cho để chia ra đừng tầm đỡ. Trời đất ơi, nó chủ em. Anh nói cho nè. Tự nhiên mày có tài nói cho nè. Má tiếng Việt đi em. Dạ em xin gửi lời chào đến quý vị khán giả. Em là Quốc Cường, thí sinh của Lotto Talent. Lotto Talent mùa năm nay. Và đây là chị bé ba đâu đã hỗ trợ cho em tiết mục vừa rồi ạ. Trong tiết mục vừa rồi á là tâm thích nhất là cái câu mà quá đen. Không biết là cái gì mình bị đen hả? À bộ đồ đen hả? À ok, bây giờ hai đứa cơ số đi. Bây giờ thể hiện cái bản lĩnh của mình. Hai người kết hợp cho dòng này ok không? Trên bốc. Lên xe. Thì bây giờ công khai mình là boss phải không? Đúng không?
coi rồi biết. Thấy rồi khỏi biết. Thấy thì coi sao biết đúng không? Chứ không có tớp nào mà đam mê đội tóc giả như vậy hết trơn á. Trên đầu nè, ba bộ trên đầu. Lột dần từng bộ. Lột dần từng bộ. Rồi, một bộ. Một bộ. Đâu? Ở đâu? Đâu? Trời ơi. Nam mà cũng có tóc giả nữa nè. Hai bộ. Còn bộ nữa. Sao là ba bộ? Gì? Em camera lại coi con nào đạp lên cái mùa bằng chân của chị. Trời ơi. Nhảy thì nhảy cho đàng hoàng mấy má ơi. Nhảy gì mà tóc tai rớt cái té cả mấy má. Gì vậy? Chị làm gì à? Trời ơi. Làm lại nha. Trời vô. Dẹp cái đèn đỏ này mà. Thì sức đỏ, sức mạnh của đồng tiền cũng út lắm á. Vậy hả? Tại nào cái đầu mới giật lên, mới đâu có thấy đâu. Mới đâu cái đầu mà giật ra cũng có tiền mà chịu hết trơn á. Thấy không? Hiểu không? Ra tay đi. Khán giả thương. Tiền thù hả má? Đâu cái... Wow! Hay quá. Cái này chị ơi. Số mấy? 19.